nó phấn khích, nó thôi thúc mình. Quá luộc nà, nó quá sexy. Mấy anh em có dịp được đi Cần Giờ chơi đó, thì mình hôm nay là đi con Multistrada, còn đây là ông anh mình đi con BMW 1250GS. Thì trong cái tour này á, hai anh em muốn có một cái trải nghiệm mới, đó chính là đổi xe cho nhau. Đó là ông anh mình sẽ lái thử con Multistrada 1250bx này đây, còn mình sẽ chạy qua con BMW 1250GS. Thì để xem coi cảm nhận của hai con xe này nó như thế nào ha. Ok, let's go. Rồi, ok, đổi xe thôi anh. Wow. Sau một quá trình chạy khoảng mấy cây từ Sài Gòn tới Cần Giờ á, thì bây giờ anh em đã tới Cần Giờ rồi. Và ở đây đang là cái quán cà phê Cần Giờ nè. Và hai anh em cũng đã đổi xe cho nhau chạy rồi. Anh Dương thì chạy Multistrada của mình, còn mình thì chạy BMW 1250GS của ảnh. Và BMW GS á, thì cái chuẩn của nó là Adventure, còn cái con Multistrada này cái chuẩn của nó là Touring. Và bây giờ mình sẽ hỏi anh Dương ơi, cái cảm nghĩ của ảnh khi chạy Multistrada sẽ như thế nào? Trước tiên thì phải nói về phần ngoại hình. Thực sự là ngoại hình của nó quá nụt nà, nó quá sexy. Tại vì mình là người làm về hình ảnh mà. Mình rất là trau chuốt về chi tiết, màu sắc, về hình khối mình rất là để ý. Thì thực sự là Multi á, nó cho một cảm giác kiểu như là muốn sở hữu nó liền. Thực sự là khi mà mình lên hình, mình cảm giác mình ngồi trên một chiếc Ducati mà nụt nà như vậy á, cảm giác thích chạy hơn. Okay. Nó cảm giác nó rất là feel, rất là muốn chạy càng nhiều càng tốt. Còn tiếp theo là về phần cảm giác lái á, thì mình đã quen cái kiểu êm ái của GS rồi, thì lên Multi thì cảm giác nó thực sự là thấp thực sự. Nó có một chút cảm giác gọi là hơi rợn rợn, nhưng mà chỉ ở những khoảnh khắc đầu tiên, chừng 1/4 hay là từ 1/3 giây đầu tiên thôi. Ngay sau đó thì cảm giác nó rất là chắc chắn, như là về độ bám đường này, như là những cú mà ôm cua hoặc là những cú mà mình đứng để mình chạy á, qua ổ gà này, cái cảm giác như xe nó vẫn cân bằng rất tốt. Mặc dù là nhiều khi hơi bị sóc một chút, nó sẽ không được êm được như GS, nhưng mà cái cảm giác như là kiểm soát được xe đó, cảm giác cái độ cân bằng, cái độ vững chãi mà khi mà mình chạy tốc độ cao á, mà gặp những cái đoạn đường mà nó hơi khó đó, cảm giác nó vẫn là chắc chắn, tin tưởng vào xe nó nhiều hơn. Mặc dù lúc đầu chạy thì cảm giác hơi rợn rợn, hơi sợ sợ, hơi lo á, cũng thốc mà thốc cái kiểu mà dạng nó người ta hay gọi là hỗn á. Cái cảm giác này bên GS không có, hoặc nếu có thì nó sẽ nó cái GS nó có hỗn thì hỗn cái kiểu mà dạng nó vẫn êm ái lắm, nó vẫn gọi là đầm tính lắm. Từ từ lên, còn mà lên trên Multi này thì thực sự là thốc, là hỗn thực sự. Là ở số 1 của nó, là nếu mình để số 1 mà em đang để cho anh là hồi nãy là cái mod mạnh nhất Sport, luôn á, Sport luôn, thì khi mới lên xe mà anh để số 1 anh chạy, anh thốc ra một cái là cảm giác nó có sợ không? Cảm giác như người mình bị giật hẳn đằng sau. Nếu mà không chuẩn bị á. Có nghĩa là người với xe đi hai hướng ngược chiều nhau. Xe thì bắn tới, còn người thì bị giật về sau. Nghĩa là cảm giác cơ thể mình nó chưa sẵn sàng cho cái trạng thái như vậy. Có thể là mình chưa chạy Multi nhiều, chưa chạy Ducati nhiều thì cảm giác nó cũng hơi bị sợ. Nhưng mà nó trôi qua nhanh thôi. Căn bản là mình cũng đã từng lái những chiếc trên 1000 cũng khá nhiều rồi. Cái cảm giác mình điều khiển được xe, mình giành giằng lại được nó đó, nó cũng tới nhanh thôi. Nó chỉ là một thoáng qua sợ một chút thôi. Nhưng mà căn bản là ok, good. Đó, ngày thường thì anh đã chạy con R1250GS này rất là nhiều đúng không? Đúng rồi. Hôm nay anh đi trên cái con Multistrada này đi xuống Cần Giờ, thì anh có thấy cái điều gì khác biệt khi mà chạy hai xe, nó có mang lại cái trải nghiệm gì cho anh không? Thực sự thì đường Cần Giờ thì cũng chưa thể gọi là đường khó quá được. Nhưng mà so với những cái cung khác mình đã từng chạy ôm đèo cua thì Cần Giờ nó lành quá. Có một vài chỗ ổ gà, ổ voi thì, nhưng mà cảm giác khi mà mình xào lật thì nó vẫn rất là lanh gọn, dứt khoát, gọn chắc. Còn chắc là mình sẽ phải hẹn Vũ ở một dịp khác để trải nghiệm những cung đường mà nó khó hơn đi. Thì từ đó cái trải nghiệm nó sẽ chuẩn xác hơn. Chứ mà khi mà mình chưa trải nghiệm thực tế thì mình cũng không có dám nhận định gì chủ quan cả. Như vậy nó sẽ không chính xác. Ok, bởi sao chắc mình phải đi tàu bao để thử đi đó, cua. Tàu bao những cái cung đường mà gọi là đổ mù, hay là những cung đường mà ôm cua mà ngoằn ngoèo, không? Lật trái lật phải đó. Cần cái sự nhanh gọn lẹ dứt khoát đó. Thì cái đó thì nó sẽ thể hiện được nhiều hơn. Rồi khi anh đi đường này nè,
anh qua những cái ổ gà, chắc cũng bị sụp ổ gà rồi, qua mố cầu á thì anh thấy cái độ êm ái thì con Muntis so với con GS nó như thế nào? Cảm giác như cái dàn chân nó có vẻ hơi cứng hơn một chút so với GS, mình quen chạy rồi, mình đã quen GS rồi đó. Nhưng mà bù lại thì cái độ thốc á nó sẽ bù lại cho cảm giác đó. Cái cảm giác mà khó chịu nó qua tại vì nó nhanh mà. Nó giống như nó đẩy mình qua luôn đi. Không có ngập ngừng, không bị chần chừ gì cả. Nó cảm giác mà nó đang hơi cứng cứng khó chịu không? Nó trôi qua rất là nhanh. Như mình lướt qua luôn á. Thế là không có cảm giác gì mà gọi là mình giữ lại phía sau cả. Cảm giác như nó trôi qua luôn, nó nhanh lắm. Nếu mà đi trên đường trường như thế vậy á thì qua cái ổ gà thì nếu mà GS là khi gặp ổ gà đi, với gặp những cái đường nó hơi xấu xíu á, nếu GS là êm ái là 10 thì Muntis anh cảm nhận nhận nó là bao nhiêu? Mình sẽ đánh giá Muntis là khoảng tầm 7,5 trên 10. 7,5 trên 10. Đúng. Tại vì mình đã quá quen với GS mà. Đúng. Cảm giác lái, cảm giác vào cua, cảm giác mà sụp ổ gà đã quen với GS rồi đó. Thế nên mình trải nghiệm Muntis mình cảm thấy rất là rõ, khoảng từ 7,5 trên 10 là hợp lý. Thì hồi nãy á, em cũng để là cái mod sport với cái chế độ phuộc là một người với hai cái thùng. Thì tất nhiên nó sẽ hơi cứng hơn nếu mà mình giảm xuống còn một người không á. Thì nhưng mà đi tốc độ cao á thì nó sẽ không có đầm tại vì cái phuộc nó hơi bị mềm. Đó. Ok. Thì để bữa sau nếu mà có sự trải nghiệm mới thì em sẽ chỉnh mấy cái chế độ phuộc cho anh trải nghiệm. Nhưng chắc cũng phải khám phá nhiều chế độ khác nhau thì cảm nhận xe nó sẽ chính xác hơn. Đúng rồi. Tại vì mỗi chế độ nó sẽ hợp với một hoàn cảnh nhất định, thì mình phải chạy đúng chế độ thì nó sẽ phát huy hơn, với lại cũng tùy cách chạy của mình nữa. Thì mình nghĩ với cái trải nghiệm của mình trong vòng khoảng 30 cây đi thì chắc là phải cần thêm thời gian, thêm những trải nghiệm mà gọi là ở những cung đường khó hơn, ở những tình huống mà nó khó hơn nữa cơ. Thực sự đánh giá xe nó sẽ chính xác hơn. Chính xác rồi. Yeah. Rồi hồi nãy có đi vô cái đoạn đường mà đường đá dâm á. Đá dâm mà từ trong cái đường nhỏ mình chạy ra thì anh chạy Muntis thấy sao? Nó có bị trơn trượt không? Không hề. Không hề trơn trượt luôn. Không hề cảm giác trơn trượt gì cả. Đường đá dâm rất là mịn và nhuyễn á. Thì cũng mình đứng mình chạy mà cảm giác kiểm soát xe nó vẫn tốt lắm. Thì cái lốp này, lốp là em cũng đang đi cái lốp này gọi là cái lốp on-road hoàn toàn. Đúng rồi. Rồi khi mà anh ngồi, anh thấy cảm giác lái so với GS nó như thế nào? Cái tư thế ngồi á. Tư thế thì có vẻ nó hơi bị chồm hơn một chút so với GS, nó hơi chồm một chút. Hơi chồm nhẹ về trước đúng không? Chung thì cũng không có khác biệt nhiều so với cảm giác lái, cảm giác ghi đông á. Thì nó cảm giác quay đầu xe này, cảm giác mình lật, mình xào á thì nó cũng không có khác biệt nhiều. Chung là mình đánh giá nó vẫn có một cái độ lanh nhất định. Về cái độ lanh thì nếu mà so với về cho điểm đánh giá thì mình đánh giá khoảng từ 8,5 trên 10 so với GS về độ lanh. Có thể là do mình đã quá quen với GS rồi, mình quen với kiểu ga rồi, kiểu mà ghi đông rồi, kiểu cân bằng của GS rồi. Đúng rồi, có thể là do anh cũng chạy nó thời gian lâu rồi ha. Mấy tháng rồi? Khoảng 6 tháng rồi. Đúng rồi, còn cái này thì nãy giờ mình cũng mới chạy có mấy chục cây à. Khoảng 30 phút, khoảng 30 cây. Đúng rồi, cả đó. Nghĩa là vừa chụp ảnh và quay phim chụp ảnh thì nó mới 30 phút chứ bình thường. Với cái khả năng của Ducati mà chạy một quãng 30 cây mà đường thẳng á, mình nghĩ chắc tầm 10 phút là tới thôi. Rồi khi anh chạy á, anh chạy GS mà anh nhìn em chạy Ducati nè, thì anh thấy nó những cái góc nào là của nó là đẹp? Mình góc đẹp thì đối với mình thì đây là một chiếc xe gần như là không có góc chết. Không có góc chết luôn. Nó đẹp từ góc chính diện tới góc 3/4 phía trước, góc bên hông. Và thậm chí nhìn thì phía sau nó vẫn đẹp nha. Sau sau mà xéo xéo một chút nha. Nhìn nó vẫn đẹp lắm. Nói chung gần như mình đánh giá xe này là xe không có góc chết. Đẹp mà gọi là đẹp, gọi là huyền thoại. Có thể nói là đẹp huyền thoại. Đúng là không có góc chết. Vậy là ấn tượng của Ducati đó là khi mà đập vô mắt là vẻ đẹp tuyệt vời. Rồi khi mà được lên chạy là cảm giác cái nó như nó cái phấn khích, nó thôi thúc mình. Nó giống như là xe chạy mà có ai mới đạp phía sau, giống như muốn thúc mình tới, muốn đạp cho mình tới đi nhanh hơn nữa. Cảm giác xe Ducati rất khó đi chậm. Đúng rồi. Tại vì khi xe đi chậm thì cảm giác nó sẽ không thoải mái bằng đi nhanh. Có vẻ nó sinh ra là để cho những anh em mà thích chạy bạo lực, chạy rát này, chạy mà thuộc loại mà thích thúc ga lắm, thích mà gọi như là cảm giác mạnh, thực sự feel đã sướng. Đúng là Ducati. Đúng, em cũng chạy GS luôn, em cũng chạy Muntis luôn. Nói chung là con Muntis này sẽ lúc mà mình đi chậm thì cảm giác nó sẽ không smooth là như mấy con GS được. Thì có lẽ là mỗi xe nó sẽ có một cá tính riêng. Đúng rồi. Cả về ngoại hình, cả về kiểu chạy, cả về ga, mọi thứ chắc họ đã tính toán hết rồi. Mỗi xe nó sẽ hợp với cá tính riêng và hợp với cái đối tượng người chơi khác nhau. Nếu mà dư giả thì anh có sắm thêm con Muntis nữa không? Mình vẫn muốn có sở hữu được một con Ducati, mà nếu mà là Muntis thì là quá tuyệt vời. Ok. Em cũng vậy. Có lẽ là Vũ chắc là cũng là một người mà thuộc lại may mắn cũng hiếm có trong giới chơi mô tô ở Việt Nam. Nghĩa là khi em sở hữu cả Muntis và cả GS luôn. Coi như là cái những con mà thuộc loại trong top đầu về cái phân khúc đó rồi thì em sở hữu cả hai thì cái đó thực sự là một cái mình nghĩ không phải ai cũng có được. Cái đúng. Trải nghiệm đó nó thực sự là đáng giá, nó có thể mê hoặc bất kỳ ai. Đúng. Tại vì em đi tour á, giống như mình đã chạy con GS trên cung đường đó rồi. Cái khúc sau mình chạy lại con Muntis thì sẽ đem lại một cái cảm giác mới vậy đó. Cho nên thôi, chạy hai con cũng sướng mà.
Rồi, thôi vậy thì bữa sau mà có một cái tour nào dài thì anh em mình lại đi chung và lại trải nghiệm tiếp. Ok. Có thể đường đèo, đường xấu nhiều hơn nữa. Ok. Rồi. Ok, nhất chi. Ok anh. Dạ. Yeah. Ok.